Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2021 và bây giờ là tối Thứ hai tại Hoa Kỳ bây giờ là khoảng 6 giờ 40 phút tối ở Cali Và chúng ta thấy là hôm nay là một ngày mà đầy sôi động ở trên thị trường Giá Bitcoin đã tăng đột biến lên tới 46.312 Và thật ra cách đây vài tiếng đồng hồ giá Bitcoin đã lên tới gần 48.000 47.600 đô cái đây chỉ có vài tí mà thôi Thì chuyện gì đã xảy ra chúng ta sẽ nói tới trước hết là những gì đã xảy ra Và những điều này có ý nghĩa như thế nào Cũng như là những điều mà quan cần phải lưu ý đến Hôm nay là có thể nói là cái ngày sôi động nhiều nhất trong cái khoảng thời gian mấy năm qua Và ngày hôm nay thường đã có lại cảm giác như năm 2017 Cái lúc mà tăng trưởng mạnh mẽ đó Giờ còn đã biết là thường đã chia sẻ là trong cái khoảng thời gian mình còn tăng trưởng từ 20.000 đến 30.000 đến 40.000 trong thời gian mấy tháng qua tuy là thị trường này đã sôi động hơn nhưng mà thường vẫn chưa có lại cái cảm giác như là năm 2017 nhưng mà ngày hôm nay thường đã có lại cảm giác đó và điều này tốt hay là xấu và những gì các bạn cần nên biết đây sẽ là điều mà thường sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay thường đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những tài liệu để các bạn hiểu hơn về tình hình hiện tại cũng như là tại sao các bạn tìm đến kênh thuận Capital video tại vì thuận không có chỉ đơn giản là chia sẻ những thông tin ở trên bề mặt mà thuận muốn chia sẻ thêm một số những thông tin mà có thể là các bạn không có để ý đến và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu mà Thuận đã chia sẻ ngày hôm nay ra mình nói chúng ta bây giờ hãy bắt đầu từ Facebook thì Thuận nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn Tại vì ngày hôm nay Thuận đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin ở trên Facebook Chúng ta đi vào cái trang uh, Facebook của Thuận đi Nhưng mà nào mà chưa theo dõi những cái mạng xã hội thì bên dưới Thì có cái link cho bạn bấm vào để theo dõi những mạng xã hội để các bạn hiểu rõ hơn Thì các bạn thấy được đó là ngày hôm nay thường đăng rất nhiều những thông tin Thì thông tin mà nhiều bạn có thể đã, đã biết bây giờ rồi Đây là thông tin rất là lớn đó chính là hồi sáng này thức dậy giá Bitcoin đã đi tới cái mức là 43.000 đô và trong vòng chỉ một ngày thôi giá đã lên một cách chóng mặt các bạn thấy được là tối ngày hôm qua khi mà chúng ta đi ngủ khi mình thường đi ngủ đó thì giá là bao nhiêu giá của ngày hôm qua các bạn thấy được là xoay quanh cái mức là khoảng 38.000 37.000 nhưng mà hôm nay thức chị các bạn thấy được là giá đã tăng lên rất là nhanh hồi sáng này giá đã tăng lên tới là 43.000 đô từ cái mức là 38.000 còn như đã tăng 5.000 đô trong thời gian chỉ có vài tiếng và sau đó lại tiếp tục tăng tăng đến cái mức là các bạn thấy là 47.600 đô cái tay bài tiếng đồng hồ bây giờ đã trở xuống còn 46.237 thì thông tin mà nhiều bạn bây giờ cũng đã biết đây chính thông tin liên quan tới Tesla thì công ty Tesla đã chính thức đầu tư vào Bitcoin và công ty Tesla mua tổng cộng là 1,5 tỷ đô la và công ty Tesla sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin có nghĩa là các bạn có thể mua chiếc xe Tesla bằng Bitcoin thì thường nó chia sẻ một câu nói ở trên Facebook đó chính là bây giờ có nên mua Tesla bằng Bitcoin hay là không thì cô trả lời là không bây giờ là cái lúc mà nên bán Tesla để mà mua Bitcoin tại vì các bạn thấy được là các bạn sử dụng Bitcoin mà mua bất cứ một vật gì thì sau này các bạn sẽ rất là hối hận tại vì đã có rất nhiều người trước đây sử dụng Bitcoin để mà đi mua những cái vật dụng như là mua áo hay là mua pizza hay là bất cứ mua cái gì đó thì các bạn sẽ được là giá Bitcoin tăng mãi và tăng mãi thì nhìn lại các bạn sẽ cảm thấy rất tiếc thì nếu như các bạn dùng Bitcoin để mà mua Tesla thì nghĩ là sau này chiếc Tesla đó là một chiếc xe mà các bạn có thể kể lại với người nhà của mình là chiếc xe này tốn các bạn tới cả mấy trăm ngàn đô tại vì lúc đó giá Bitcoin đã tăng lên rất nhiều rồi Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuận capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook twitter vân vân đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và nếu như mà các bạn đang tìm hiểu những cái dịch vụ liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số thì các bạn hãy bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là sàn margin fx sàn lmt sàn binance quốc tế sàn binance us sàn margin bybit sàn coinbase ứng dụng blockfi nơi mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số và nhận lời hàng tháng cũng như là dịch vụ crypto khoan thông tin và dữ liệu on chain và các bạn có thể là nhận được những cái ưu đãi như được giảm phí dịch cũng như là các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây để mà đăng ký vào group nhận hỗ trợ đây là những cái thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này và kế tiếp tôi thường chia sẻ một số những thông tin mà như bạn nào mà theo dõi cũng đã biết là các bạn Uh, suy nghĩ về tình hình này đó thì công ty tesla đã thông báo và sau khi mà thông báo là công ty tesla đã mua bitcoin thì sẽ dẫn đến là giá bitcoin tăng rất là nhanh. một số bạn hỏi thuận là đây là thông báo là công ty tesla đã mua hay là sẽ mua? thì các bạn thấy được là công ty tesla đã đưa ra thông tin chính thức là we invested có nghĩa là công ty tesla đã đầu tư 1,5 tỷ đô la vào thị trường bitcoin này và công ty tesla này đã thay đổi cái quy định đầu tư của công ty và dưới cái quy định đầu tư mới này Công ty Tesla có thể là lưu trữ những tài sản điện tử và có thể lưu trữ trong thời gian dài hạn và bây giờ chúng ta chỉ biết được là công ty Tesla mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin, còn công ty Tesla có thể mua thêm những cái đồng nào chúng ta không biết được tại vì trong cái bản báo cáo này công ty Tesla đã nói là công ty Tesla có thể là lưu trữ thêm những cái loại tiền điện tử khác chứ không phải liên là Bitcoin thì bây giờ có một cái câu nói dẫn ở trên mạng là công ty Tesla sẽ không bao giờ đầu tư vào Tamiyam thì tại vì sao? Tại vì Tamiyam chạy trên gas có nghĩa là Tamiyam các bạn muốn di chuyển thì phải dùng cái phí gas để mà trả trả bằng Tamiyam thì công ty Tesla là một công ty mà xe điện thì đương nhiên là không sử dụng gas nhưng mà đương nhiên đó chỉ là một cái câu người ta chọc mà thôi chứ đương nhiên là công ty Tesla tại sao lại không đầu tư vào Tamiyam thì chúng ta thấy được đó là công ty Tesla này đã đưa ra thông báo và thường các bạn thấy được là thông báo này đã đưa ra trong khoảng thời gian quy định của SEC Có nghĩa là mỗi lần mà công ty Tesla thay đổi quy định đầu tư thì phải báo cho những người mà lưu trữ cổ phiếu biết Và họ báo bằng cách là họ điền cái đơn là 10k này Và trong cái đơn này đã nói rất rõ ràng là công ty Tesla đã thay đổi quy định và đã đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Bitcoin Điều này đương nhiên là một trong những cái điều làm cho giá cái Bitcoin tăng trưởng, tại vì công ty Tesla là một công ty rất là lớn và công ty Tesla lại là một công ty mà lưu trữ Bitcoin nữa thì sẽ là một công ty mà ủng hộ cái sự tăng trưởng của thị trường này, tin tưởng vào thị trường Bitcoin và chúng ta thấy đó là điều này sẽ có rất là nhiều những cái hiệu ứng sau này các bạn đã thấy là công ty Tesla bây giờ đang dẫn đầu cái cuộc chiến xe điện tại vì thuận vẫn nghĩ là xe điện sẽ là xe của tương lai nhưng mà bây giờ các bạn thấy là những công ty như là Toyota, Honda, BMW vân vân không có công ty nào bây giờ mà không có muốn đưa ra một cái xe điện hết và bây giờ công ty Tesla đang dẫn đầu và bây giờ công ty Tesla lại lưu trữ 1,5 tỷ đô la vào BTC thì các công ty khác các bạn có thấy là có theo hay không? Tại vì nếu như mà các bạn là một công ty mà đang muốn cạnh tranh với công ty Tesla thì các bạn có muốn lưu cho Bitcoin hay không? Lỡ như mà công ty tesla mà thực sự đoán đúng là giá bitcoin có thể tăng một mức mà các bạn không thể tương tự được thì lúc đó công ty các bạn làm sao mà còn sức để mà cạnh tranh với công ty tesla có thể dẫn đến một cái sự hiệu ứng fomo rất là mạnh có như là cái sự sợ bị bỏ lỡ cơ hội có thể dẫn đến càng nhiều công ty hơn càng nhiều công ty lớn hơn sao ảo ạt đổ vào để mà thu mua bitcoin lưu trữ trong công ty và các bạn thấy được đó là chúng ta thấy là tesla mua bitcoin các bạn cần phải hiểu đây không thể là quyết định riêng của Elon Musk mà phải được thông qua bởi hội đồng quản trị tại vì các bạn thấy được công ty này mỗi lần mà thay đổi cái quy định đầu tư của công ty là phải thông qua hội đồng quản trị và trong hội đồng quản trị đó có các tỷ phú như là Larry Ellison nghĩa là chủ tịch của Oracle thì thường rất là muốn biết là những người tỷ phú này những người mà ở trong hội đồng quản trị của công ty Tesla nghĩ gì mà lúc đó họ đã chấp nhận là ký để cho thông qua là công ty Tesla có thể lưu trữ Bitcoin ở trong ngân khố của mình thì giá Bitcoin nó phâm mạnh thì đương nhiên là có thể là điều chỉnh hay là lại bay đừng nhìn vào cái giá hiện bây giờ mà chúng ta phải hiểu được cái sự ảnh hưởng của sự kiện này là lớn từ cỡ nào đó mới là cái điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến và một cái tài liệu khác này thường chia sẻ với các bạn đó đây là cái tài liệu mà cách đi một tuần thôi thì một trong những nhà phân tích gia của JP Morgan như hàng JP Morgan đã nói là Bitcoin có thể là không bao giờ sẽ trở về 40.000 nữa. Các bạn hãy đưa được cái thông tin này chỉ một tuần thôi là đã vô hiệu quá rồi bởi vì Bitcoin bây giờ đã qua khỏi 40.000 một cách rất là xa rồi. Và các bạn thấy được là cũng ngày hôm nay chúng ta nhận được một số những cái thông tin như là chúng ta thấy được là hôm nay có rất nhiều và rất nhiều những đồ ổn định được nạp lên trên sàn tiếp tục. Và chúng ta thấy được là cái thông tin kế tiếp mà Thuận muốn chia sẻ với bạn đó là giá cả cứ tăng 45.000 lên tới 46.000 lên tới 47.000 và gần như là 48.000 mà thường vừa chia sẻ với các bạn. Thì câu hỏi bây giờ đó nhiều bạn có biết là công ty Tesla mua 1,5 tỷ đô la này là họ mua lúc đó cái giá Bitcoin là bao nhiêu? thì rất khó để chúng ta biết được là công ty tesla mua cái giá là bao nhiêu nhưng mà dựa theo một số những cái thông tin đó, thì chúng ta thấy được là công ty tesla để thường cho các bạn thấy được đây là cái thống kê khi mà chúng ta nói tới cái sự à, rời khỏi sàn của bitcoin lúc mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của sàn Coinbase pro cách đây không lâu đó thì công ty crypto khoan nghĩ là hai cái đợt mà cái đường màu đỏ này tăng chứng mạnh đó đó chính là cái lúc mà các bạn thấy được là có rất nhiều bitcoin rời khỏi sàn và tổng cộng các bạn thấy được là có 15.000 bitcoin rời khỏi sàn ngày 31 tây và đầu tháng 2 lại có thêm một đợt khoảng chừng 15.000 bitcoin rời khỏi sàn nữa nhưng nghĩa, nghĩa là trong khoảng thời gian chỉ có là một tuần thôi đã có khoảng chừng là 30.000 bitcoin rời khỏi sàn rời khỏi sàn coinbase pro và sàn Coinbase Pro này là một sàn mà những nhà đầu tư lớn sử dụng ở Hoa Kỳ để mà thu mua Bitcoin Thì Crypto Khoan nghĩ là 30.000 Bitcoin này rời khỏi sàn đó chính là đi vào ví của công ty Tesla Và nếu như đúng như vậy đó thì họ mua phần nửa là ở cái mức là khoảng chừng 32.000 Và phần nửa còn lại họ mua ở cái mức là khoảng chừng 36.000 như là cái giá trung bình của công ty Tesla mua tổng cộng cái số lượng Bitcoin này là khoảng chừng 33.000 Nhưng mà một số người thì lại nghĩ là họ đã mua sớm hơn Như là họ mua là cuối năm ngoái, ngày 31 tây tháng 12 Thì lúc đó họ đã có Bitcoin rồi Thì lúc đó ở trên cái văn bản của công ty Tesla Thì có thể đã có Bitcoin trên đó Và nếu như mà như vậy đó Thì cái số lượng Bitcoin họ mua đó là cái giá trung bình Có thể là chỉ khoảng 29.000 mà thôi Có nghĩa là bây giờ 1 5 tỷ đô la đó có thể đáng giá 2,15 tỷ Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết thêm thông tin Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là cách đây à, khoảng chừng là tháng 12 Thì lúc đó Elon Musk đã hỏi CEO của Michael Strategy là Michael Saylor Là nếu muốn mua cái số lượng lớn Bitcoin thì có thể hay là không Thì thường đã chia sẻ là lúc đó Michael Saylor nói là Có thể ông ta đã từng mua hơn 1 tỷ đô la Bitcoin Và có thể là mua mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá cả trong cái thời điểm mà mua Đương nhiên sau khi mua xong rồi thì thông tin mới tung ra Thì giá cả mới tăng lên thì lúc đó Michael Saylor nói là đã có một cuộc nói chuyện với lại Elon Musk của công ty Tesla nhưng mà cuộc nói chuyện đó họ nói những gì chúng ta không biết nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã biết được là cuối cùng thì Elon Musk sau khi một tuần mà chiêu chọc mọi người liên tục đưa ra những cái thuyết liên quan tới Dogecoin rồi sau đó đổi cái info của Twitter của mình thành hashtag Bitcoin cuối cùng thì cũng đã không làm chúng ta thất vọng cuối cùng thì các bạn thấy được là CEO của công ty Tesla Elon Musk cũng đã thông báo là công ty Tesla đã mua cái số lượng lớn Bitcoin này ngày hôm nay và các bạn thấy được cái giá mua cho dù là 29.000 hay là 33.000 đi thì cái giá đó cũng là cái giá rất là cao rồi các bạn thấy được là công ty Tesla chấp nhận thu mua ở cái mức này thì đương nhiên là họ nghĩ là giá có khả năng lên cao hơn và cao hơn nữa và đặc biệt cái mà họ lo sợ nhất đó chính là cái sự lạm phát làm cho cái tiền lưu trữ những công ty bị mất giá và tính theo cái thời điểm hiện tại đó thì dựa theo David Lawan ở trên Twitter thì nhìn vào những cái tài sản mà công ty Tesla có được đó thì cái số lượng Bitcoin đó có thể là lên tới là 15,1% của tất cả tiền mặt có nghĩa là công ty Tesla đã lấy khoảng chừng 15% tiền mặt để mà đi thu mua Bitcoin tại vì sao? tại vì một trong những cái sự lo ngại bây giờ đó là các bạn thấy là lạm phát chúng ta nhìn vào cái tình hình bây giờ lãi suất thì thấp bây giờ thì chính phủ thì lại in tiền liên tục chúng ta lại có cái hỗ trợ này tới có cái hỗ trợ kia và tình hình nó thì không có lạc quan lắm về cái tương lai của đồng đô la cho nên một trong những vấn đề mà là vấn đề chung của nhiều công ty bây giờ là làm sao để mà giải quyết cái số tiền mặt mà có trong công ty chứ nếu như mà không nên thì mỗi năm lại mất đi hai phần trăm ba phần trăm thì mất đi rất là nhiều tiền và năm này qua năm nọ thì họ sẽ mất đi rất nhiều tiền cho nên cái vấn đề bây giờ là họ làm sao mới có thể bảo quản được cái tài sản đó cái số tiền mặt đó trong công ty và một trong những điều mà những công ty như là MicroStrategy hay là công ty Square họ đã làm đó chính là thu mua Bitcoin và bây giờ chúng ta lại có thêm công ty Tesla đi thu mua Bitcoin và đây là cái sự dẫn đầu, cho mà thấy được là công ty Tesla bây giờ là công ty lớn nhất mà có tiếng tâm nhất đang thu mua Bitcoin lưu trữ trong ngân khố của công ty thì đây sẽ là một cái sự dẫn đầu. Thường nghĩ là cho nhiều công ty khác mà có cái vấn đề tương tự trên giấy tờ bây giờ có rất nhiều tiền mặt thì làm sao để mà bảo quản cái tài sản đó của công ty mà không bị mất giá.